Báo Indonesia Việt Nam chứng minh là cường quốc của bóng đá Đông Nam Á. Một tờ báo của Indonesia đã thể hiện sự bất ngờ khi Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và chất lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ISAS 2018. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ISAS 2018, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ tổ chức giải đấu tứ hùng với sự góp mặt của các khách mời gồm câu lạc bộ Barcelona B, đội tuyển U23 Uzbekistan, và đội tuyển U23 Oman. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đội tuyển U23 Việt Nam thử nghiệm đội hình và giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Không chỉ là việc thử nghiệm đội hình ở giải đấu này, đây cũng là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam gặp lại đội tuyển U23 Uzbekistan, đối thủ từng thắng chúng ta ở trận chung kết của vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay. Với câu lạc bộ Barcelona B, trong quá khứ họ cũng đã từng đến Việt Nam. Đó là vào năm 2005 khi đội trẻ của xứ sở Catalan thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam và chúng ta đã giành chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ này với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Thanh Bình. Trước kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam, báo chí Indonesia tỏ ra rất bất ngờ và đồng thời cũng dành những lời khen ngợi đến đội tuyển U23 Việt Nam. Họ cũng tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam có được phong độ tốt nhất, sẵn sàng chứng minh là một trong những cường quốc của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Báo chí của Indonesia cũng nhắc rằng huấn luyện viên Bá Hàng So cùng đội tuyển U23 Việt Nam đang nhắm tới thứ hạng cao nhất tại ISAS 2018. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hậu quân vào ngày 27 tháng 7 tới để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu tứ hùng diễn ra ở Hà Nội. Cách đây không lâu, huấn luyện Bá Hàng So đã nhắc tới mục tiêu tại ISAS 2018, ông cho biết như sau: "Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, chúng ta có sự chuẩn bị tốt do có quỹ thời gian hơn một tháng. Còn tại ISAS 2018, chúng ta chỉ có 3 tuần để chuẩn bị. Bởi vậy, đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng với toàn đội tuyển U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện của đội tuyển. Cũng theo xác nhận từ nước chủ nhà Indonesia, thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tổ chức thi đấu theo mô hình World Cup năm 2018. Đại hội thể thao châu Á Azlas 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Tâm điểm của giải đấu này chính là bộ môn bóng đá nam, khi nước chủ nhà của kỳ đại hội xác nhận có đến 32 quốc gia và khu vực đăng ký môn bóng đá nam, một con số kỷ lục tại Azlas. Chia sẻ với một tờ báo Tempo của Indonesia vào ngày 28 tháng 5, Ông Eric Thorhill, chủ tịch ban tổ chức Ajax xác nhận như sau: Môn bóng đá nam ở Ajax 2018 sẽ có quy mô như World Cup với sự tham dự của 32 nền bóng đá. Tôi hy vọng điều này sẽ được lặp lại ở các môn thể thao khác của Ajax năm nay. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm tại một trong 8 bảng đấu của môn bóng đá nam của Ajax 2018 tại vòng bảng và sau đó sẽ chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8. Các vòng 18, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết sẽ diễn ra sau hình thức đấu loại trực tiếp. Đội tuyển U23 Việt Nam cộng thêm 3 cầu thủ trên U23 sẽ tham dự ISAS 2018 và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tập trung vào ngày 23 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của BVF. Trước khi lên đường sang Indonesia, thầy trò huấn luyện Bá Hàng so sẽ tham dự giải đấu tứ hùng quốc tế 2018 do VFF tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các đội bóng khách mời bao gồm câu lạc bộ Barcelona B, U23 Oman và đội tuyển U23 Uzbekistan. Hiện tại, huấn luyện Bá Hàng So đã có trong tay bản danh sách đăng ký sơ bộ gồm 58 cầu thủ để chuẩn bị cho ISAS 2018. Trong đó thành phần chính là các tuyển thủ U23 vừa giành ngôi áo quân tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua như Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự cũng đang xuôi ngược dự kháng Vilich để tìm ra ba cầu thủ trên U23 tuổi để cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ISAS 2018. Một số cái tên đang được ông Bá Hàng So chú ý có thể kể đến như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Quyết, Đinh Thanh Trung hay Đặng Văn Lâm. Sau thành công ngoài mong đợi tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, huấn luyện Bá Hàng So và các học trò đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, với ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo, dù trong hoàn cảnh nào, đội tuyển U23 Việt Nam nhất định sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. Còn huấn luyện Hoàng Anh Tuấn thì tiết lộ huấn luyện Bá Hàng So đang lên kế hoạch đưa đội tuyển Việt Nam đến tập huấn tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của BVF. Hóng Nguyên Bá Hằng so đang trong quá trình tìm nhân sự cho đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự các giải đấu quan trọng sắp tới trong năm. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc này cũng đang rất lo lắng về nơi ăn chúng ở của các cầu thủ khi đội tuyển tập trung. Theo chia sẻ của Hóng Nguyên Hoàng Anh Tuấn, thì Hóng Nguyên Bá Hằng so đã sang thăm trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của BVF và khá ấn tượng với điều kiện cùng cơ sở vật chất hiện đại tại đây. Ông Hoàng Anh Tuấn nói như sau. Ông Bá Hàng So lên kế hoạch để đưa đội tuyển quốc gia sang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của BVF, nơi đây đáp ứng được các yêu cầu khắc khe về nơi tập luyện, ăn ở và sinh hoạt mà ông Bá Hàng So rất quan tâm. Hiện tại, huấn luyện Hoàng Anh Tuấn cùng đội tuyển U19 Việt Nam cũng đang ăn tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của BVF nhằm hướng đến hai giải đấu quan trọng sắp tới trong năm nay là giải U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á năm 2018. Nhà cầm quân gốc Khánh Hòa và các tuyển thủ U19 rất hài lòng về điều kiện ăn tập tại học viện hiện đại bậc nhất của bóng đá Việt Nam này. Với hệ thống gồm 3 sân cỏ tự nhiên dành cho tập luyện, 3 sân cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế và một sân thi đấu có kháng đài trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của BVF đã trở thành địa điểm tập huấn lý tưởng cho đội tuyển U19 Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài điều kiện vật chất, các đội tuyển còn được hỗ trợ bởi hai chuyên gia thuộc biên chế của BVF là Tom Ryan và Trick Hook là các huấn luyện viên khoa học thể thao với kinh nghiệm làm việc tại Leicester City và Học viện Thể thao Derbyshire. Giám đốc bóng đá trung tâm BVB là cựu danh thủ Ranridge từng chia sẻ như sau: "Tôi từng có khoảng thời gian làm việc ở Carrington, nơi tập luyện quen thuộc của câu lạc bộ Manchester United, một trong những trung tâm huấn luyện có chất lượng hàng đầu thế giới. Nhưng khi sang đây, tôi nhận thấy cơ sở vật chất của trung tâm này rất chất lượng, không hề thua kém và thậm chí còn hơn so với trung tâm Carrington." Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lưu trú tại trung tâm của BVF đến trước ngày sang tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, huấn luyện viên Bá Hàng So cùng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 27 tháng 3. Huấn luyện viên Bá Hàng So cũng có trong tay bản danh sách đăng ký sơ bộ gồm 58 cầu thủ để chuẩn bị cho ISAS 2018. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Do vậy, thầy trò huấn luyện Bá Hàng So gần như không có thời gian để đi tập huấn ở nước ngoài, nên sự lựa chọn để tập luyện ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của BVF là điều kiện rất khả thi.